bị xì lâu chưa? Hai ba ngàn cây là thấy nó xì rồi đó hả? Để lát mở ra cho nó dễ thấy đi. Này như là được bao nhiêu, mấy ngàn rồi? 7 ngàn mấy, 7 ngàn 4 rồi, 7 ngàn 4 xì rồi. Thì chắc mua giờ phải là mua trẻ xíu, mua của Việt Nam có bao hành. Mua được. Giờ làm sao Việt Nam nhập gì mình bán Việt Nam có bao hành rồi. Đi nó xài đồ thôi. Nó ổn hơn. Mấy chiếc này thì mua đợt đầu nên là hư gì là tự xử luôn. Nhưng xe này tự nhiên thấy có lắp gì thêm gì đúng không? Theo coi mấy cái giác dư này chắc lắp gì thêm gì hả? À, độ hả? Ồ. Rồi ok, nó tháo yên rồi ngay. Rồi cái xe này là nó bị xì cái bơm nước nha. Mà là nó xì nhớt chứ không phải là xì nước, nhưng mà nó xì từ cái đường bơm. Đây. Đây đó nè, nhớt xì nè. Đó. Rất là nhiều nhớt luôn. Nói chung là những cái lô đầu này mình gọi, có thể mình tạm gọi nó là nó bị lỗi nha anh em. Có xe nó lỗi cái bơm này. Có xe thì nó bị lỗi két nước. Nói chung là mỗi một xe thì mình không có nói chăm chăm là xe này bị vậy, là xe nào nó không bị vậy. Đó. Nói chung là những cái video mình làm cho anh em là mình biết rồi, xe nó bị vậy á, còn cách khắc phục thì như thế nào. Như giờ nếu mà bây giờ mình sẽ mở cái bơm nước ra mình coi cho anh em coi để mình xác định chính xác 100% là nó sẽ xì từ cái đường nào nha anh em. Đó, từ cái lỗ thoát hơi của thống nước của cái bơm hay là từ cái xin của cái dòng bơm nha anh em. Đó. Đây cái bơm. Cái lỗ thoát của nó là nó nằm đây anh em. Đây. Cái lỗ này nó ngăn giữa nhớt với nước. Cái xin này á, là không có bị hư, không bị rách. Cái xin này là nó còn rất là cao luôn nha. Đây, nó giáp dòng, nó rất là cao mặt nha. Đó. Đây là nó xì từ cái lỗ này. Đó, nó xì từ lỗ này thì nó sẽ chảy xuống dưới đây. Từ đó nè, đó nó chảy xuống như vậy. Cái bơm nó thì nó sẽ nằm như vậy nè. Đó. Nên là cái lỗ này là cái lỗ xì. Xì từ lỗ này là bơm nước là nó đang bị hư phốt. Đó. Mở phốt này là nó sẽ đi nguyên cái cầm bơm nha anh em. Đó. Giờ em mở cái cảm biến ra cho anh em, mở qua ra đây rút cái cảm biến ra. Đây. Đó là cái bơm nước. Rồi đây mình nói chung là báo chủ xe thay cái bơm nước rồi, nhưng mà mình cho anh em coi bằng chứng là nó xì từ trong này xì ra. Đó là cái này, đó không, cái phốt nè, cái phốt này là cái phốt ngăn giữa nhớt và nước nè. Đó, còn cái phốt ngoài là cái phốt nước ngăn nước, còn này phốt này là ngăn nhớt, nên là cái phốt này là nó bị xì đó, và nó đóng mở rất là nhiều là đây đó, nên không nó xì, nó hư cái phốt này. Nói chung là nhiều anh em chế là thay cái bộ phốt này hay vô á, thì mình đối với mình đó nó không an toàn nha anh em. Tại những cái xe này là những xe 160 rồi, máy nó nóng hơn sâu như kia, nên đó mình sẽ mua một cái bơm nước của SH2020 nha. Cái bơm nha anh em, giá nó cũng rẻ thôi anh em, chứ nó không có mắc nha. Cái bơm nguyên thằng nhìn thấy nó bự kịch cọm vậy nè, chứ giá tiền nó cũng bằng với cái bơm đời trước thôi, chứ nó phải là nó mắc tiền gì hết á. Nhưng mà SH2020 nè, AB160 nè, Vario nè, B160 đều xài chung một cái bơm này nha. Đó. Rồi, đó là em nhìn kỹ lần nữa nha, nó xì này nè. Đó. Nhìn đó giờ nhiều xe bên anh em thấy nó bị gịnh nước mát, xì nước mát đúng không? Nay là xe này là xì nhớt luôn á. Nói chung là xem như là xui. Rồi, ok anh em ơi, cái bơm nước này nha. Đây bơm nước của SH2020 anh em. Đây, đó. Để mình xé ra nha. Đây, đó. Nguyên cái bơm nó sẽ gì nha anh em. Đó. Nói chung là giá cũng không có mắc hơn cái kia nhiều đâu anh em. Đây. Đó, cái bơm ha. Xin thì nó bơm sau đây thì nó không có xin này anh em, mình lấy xin cũ mình xài lại nha. Đó, xin này nó có xì. Rồi ok, đó, gắn cảm biến vô lại, gắn hết vô là ấp dương anh em. Đó này vệ sinh cho nên sạch sẽ hết rồi. Đó, không có gì nhớ gì hết nha. Trong là gì anh em nào biết thì nó xì ngay đó thì anh em cứ biết được tưởng tượng cái chỗ xì đấy anh em khắc phục thôi. Đó. Còn anh em nào mà cảm thấy mà có chế cháo tiết kiệm cho khách được thì anh em cứ chế cháo nha. Nhưng mà thân mình thì mình cũng có kinh nghiệm rất là nhiều rồi.
tại vì ở đây á là anh em ở xa mang tới chứ không phải là anh em ở gần, cho nên mình làm một lần cho nó triệt để đi. Tại vì nếu mà làm một chế một lần á mà nó không thành công á, lần sau nó xì lại á thì nó mất thời gian nè, cái gì mất công mất tiền của cả đâu bên đó. Nên là đây là cái bài học mình rút ra, báo ngay từ đầu làm triệt để nó không có bị trường hợp xấu nhất xảy ra nha anh em. Rồi ok, để giờ thì mình sẽ lắp cái bơm này vô đó. Nói chung là làm thay cái bơm này vô luôn tiền công nước mát thì chi phí tầm vài trăm ngàn thôi anh em, không có tới 1 triệu nha anh em, đó dưới 1 triệu. Rồi ok, clip mình kết thúc đây nha anh em.